Đó, rồi. Nó cũng vừa. Sắp luôn. Hay khóc. Từ, dẫn lại đó. Giật. Đảo quá. Hẹn thứ hai mọi người ơi. Vô, ok anh đi. Rồi. Em đang qua đây, không cần đâu. Bỏ vô đi. Đảo quá mọi người. Chào mọi người, quay trở lại với kênh Bụi Vlog nhé. Sáng nay có chuyến đi câu rồi. Đây cũng chủ yếu là ra câu, chạy câu có người cúng câu ở góc trà và chạy câu có người. Hôm nay trời gió xuống sớm nên là hai mẹ chạy quýt nên đủ chạy ra câu cấp nữa. Quay cho mọi người cùng xem là có cá gì thì vào thôi chứ không có đi nhiều như mọi khi. Mọi người thấy trang phục hành trình của hai anh em ngày hôm nay nhé. Và có cá gì nhiều. Rồi, anh em mình vừa tới điểm trà đó. Anh Viên vừa ra cần câu cú. Mới cứu được một em cá để làm mồi sống để bùa câu. Cá dũa quanh cái trà. Để cúng mình sẽ cầu đất nhờ anh Viên anh cứu một thấy lên cá thôi. Ô có rác không. Có được con cá kìa. Cần. Lại nục. Mấy con mà đi kiếm đó. Rồi. Gơ. Có rất như mưa. Lên. Báo cá. Rồi. Hai em. Một con, hai con. Nhiều con mà đi cũng đó. Mày hả mày. Cá nục không mọi người. Cắn thử. Nục to. Cá nục. Hồi nay mình cũng có nục cắp rồi chứ. Chạy ra chạy câu. Chạy câu cá ngừ. tiếp tục. Bài đào xong giữa sao rồi. Tiền công lên có hả? Tiền công lên có không biết có chi. Ở dài. Em có gì đây? Gơ nát thiệt không ơi. Gơ. Có chưa? Nát cái gì cũng bỏ mổ. Vậy đi lồm cái théo liền. Nát đầu. Toàn. Thôi chứ. Ông gặp ông rồi đó. Đóng em muốn ra. Nó chạy lên nhà heo đi. Đó. sáng rồi. Hơi đập quá hả? Đóng. Gơ mà có gì phải chạy theo. Mày hả mày? Một bạn có đóng vô chót thôi.
Ờ, đi, to rồi. Dục bạc, dục bạc. Tới giờ đó. Giờ hoàng đạo rồi đó. Lượm lượm lượm. Thành viên mới sáng cầu rồi mọi người. Đóng nữa chứ chị. Đóng nữa anh viên ơi. Đóng nữa rồi chứ đây chứ gì. Đó, có như là giật giật lên. Nát hả? Vừa nát không ơi. Vừa lọn tưởng đóng. Rồi tới đai đừng gặp nữa. Chị điên à. Rồi tới nguồn lờ đây rồi không gặp cái nát nữa. Kinh cái răng. Mày. Đóng 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 đóng. Chạy lai này chắc đóng. Ây da. Chạy lai này chỉ có đóng thôi. Đóng rồi. Mày à mày. Bỏ cây nó qua kia. Ý gì gì. Nè. Bắt giỡn nghe. Kiểu này không phải là kiểu có đóng mà đây. Bén bén bén. Bơ lọ. Có gì đây? Có gì đây? Có gì đây? Có gì đây? Ây da. Đóng bị chọc. Nga đào vô đây. Ngó nữa đó. Rồi vậy xíu. Yo, được à. Bò bóng lọn á. Để bò ăn trăng ni mà. Bị cắn ngay trăng ni mà, bị chóp mà. Dạ. Chạy có tay được chứ là. Lúc nữa kéo lên bò này lai nó giật giật có người cho. Vô lại giật có người đã người to á. À, lúc lúc đó. Đó đó có mọi người trọng nha. Trọng trọng hết đi nha. Rồi, cái này đang đi mà. Lên. Lên. Cắn cái nữa. Cái đang đi mà chạy cho con. Ờ. Dữ lắm à.
thùng nguyên lọ đấy. Có gì đó nổ rồi đó. Cái thu à, thu nhỏ. chừng. Đó, đây bấm rồi. Anh cua thử màn hình có chưa? Có rồi. Mở đăng ni luôn mà. Con đang cần đấm kìa, quẹt. Giữ cái này để kéo tôi đấm gì nữa. Em đấm cho nhanh này, em rút. Thu quen mà ngay gầu chân rồi đó. Có gì đó. Thu hả? Thu. Nổi luôn rồi. À rồi. Nương không ta? Kéo luôn rồi. Thu. Thu mình ăn nổi luôn rồi. Cứ đứt không đi. Ây dô, gần ký. Gần ký hơn nha. Gô, hơn ký, gần 2 ký anh ơi, 2 ký. Từ. Bạn này mà tức nè, mà tức mà biết nè. Ai ký hơn không? Trời. Lấy lưỡi ra, lấy cái kéo lấy lưỡi ra. Anh đỡ nè. Chụp cho tấm mình không? Anh đang chụp cho tấm mình rồi đó. Cá thu con này tưởng nhỏ mà lại có hơn 2 ký đó mọi người. Hơn 2 ký. Nãy giờ anh em chạy vòng ở ngoài khơi kia thì không có ăn, nhưng mà lại vào nó hôm nay nó ăn lại gần trong bờ này. Hai đây mình giống như kiểu học việc gì mới ra nghề như chưa nên xử lý nó còn chậm lắm. Từ, họ gõ chứ nữa đi. Chứ né chỗ khổ trò kìa anh Viên. Vô trò, quắn cái trò. Con này vẽ đi mạnh hơn con nãy nha. Dạ. Ta làm mồi thơ quá đi. Sẽ phải dùng dây nè. Ráng ngáy nhà heo đó anh Viên. Đi vô phải không? Vô á. Giữ lát rồi. Vô á. Rồi anh kéo luôn cầu ở kia đi. À cầu, đứng thử đây.
lội. Đây ngay. Lấy kháo chưa? Lấy kháo đi. Rồi. Có con vừa. Sát luôn. Hay khóc. Từ, giống đây đó. Dứt. Đảo quá. Em thứ hai mười ơi. Ôi, vô, ok anh đi. Rồi. Em đang qua đây không cần đâu. Bỏ vô đi. Đã quá mọi người. Đó, kêu mọi người, anh em mình mới vừa tới bờ mà. Thì đang đem ghe lấy thúng tròn vào mọi người. Thành quả của anh em ngày hôm nay là chạy câu ngày hôm nay là được ít cá nục. Hai em có thu, hai em có thu hơn 4 kg. Em có người mấy cá đóng. Em thu em hơn 2 kg, là được 2 cái người gì mà. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới giờ phút này nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người kênh mình xin một like, chia sẻ và một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người.